Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Tiếp tục bàn về vai trò của nhà nước trong hoạt động khởi nghiệp, báo Nhân dân số ra ngày hôm nay đề cập đến khía cạnh thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bài báo cho rằng đầu tư mạo hiểm từ nguồn ngân sách nhà nước cho khởi nghiệp đang là vấn đề gây tranh luận từ nhiều phía. Một số chuyên gia khẳng định việc nhà nước đầu tư mạo hiểm là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn cho khởi nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại lo ngại đầu tư tài chính trực tiếp cho khởi nghiệp là quá mạo hiểm, rất dễ nảy sinh tiêu cực không đáng có. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nước cũng có thể đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp vì nhà nước tham gia trong sân chơi sẽ có vai trò tạo chất xúc tác, châm bùng lên ngọn lửa đầu tư cho khởi nghiệp. Theo đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ một phần kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất của nhà nước vẫn là tạo ra được một hệ thống khung pháp lý chặt chẽ nhưng đơn giản, thông thoáng. Tiếp tục đổi mới thể chế và cải cách thủ tục hành chính, đưa ra những cơ chế về thuế và tài chính đặc thù, tạo cơ hội thu hút đầu tư cho khởi nghiệp từ xã hội để có thể thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngành trồng trọt triển khai tái cơ cấu trong bối cảnh thiên tai tác động nặng nề, thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực liên tục gặp khó khăn. Bên cạnh những tác động khách quan đó, có không ít tồn tại, hạn chế sau gần 3 năm triển khai tái cơ cấu. Báo Nông nghiệp Việt Nam đặt câu hỏi, thấy gì sau 3 năm tái cơ cấu ngành trồng trọt? Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, sau gần 3 năm triển khai tái cơ cấu ngành trồng trọt, một số điểm cho thấy đã có chuyển biến đúng hướng, đó là đã chuyển dịch được từ các cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn. Đối với từng lĩnh vực cây trồng, đã đưa khoa học công nghệ vào để tăng năng suất chất lượng, điển hình như tái canh cà phê, hồ tiêu. Quy mô sản xuất của một số đối tượng cây trồng được mở rộng để hạn chế giá thành, tăng cạnh tranh về giá trị gia tăng. Điển hình như xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nhất là lúa gạo. Một số lĩnh vực sản xuất đã và đang từng bước ứng dụng sản xuất theo công nghệ cao. Song nhìn chung, việc chuyển biến của ngành trồng trọt nhìn chung còn ít, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Các cơ chế, chính sách chưa đi vào cuộc sống, chưa tạo được động lực cho ngành. Từ khuyến cáo đến thực thi là vấn đề được đưa ra trên mục cùng suy ngẫm báo Quân đội Nhân dân số ra ngày hôm nay khi bàn về câu chuyện cách đây hơn một tháng trước, giá lợn bán qua thị trường Trung Quốc tăng khá cao. Các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo và khuyến cáo người dân không nên phát triển thêm đàn lợn vì giá tăng chỉ là hiện tượng nhất thời. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy và khuyến cáo trên đã phát huy tác dụng giúp người nuôi lợn không lãng phí tiền vốn và công sức. Bài báo cũng đưa thêm dẫn chứng về chủ trương thay thế tàu du lịch đóng bằng gỗ hoạt động ở Vịnh Hạ Long bằng tàu vỏ sắt đã có từ nhiều năm nay sau những rủi ro, tai nạn do nhiều nguyên nhân từ tàu gỗ gây ra. Tất nhiên, một thứ đặc sản du lịch, một niềm tự hào về hạm đội tàu du lịch vỏ gỗ đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á, không dễ một chốc một lát có thể từ bỏ. Càng không dễ khi mỗi con tàu là cả một đống tiền lớn, hơn cả gia tài của một vài hộ gia đình. Trong quá trình chuyển đổi khó khăn và kéo dài này, những cảnh báo, khuyến cáo là cần thiết nhưng chưa đủ. Rất cần một lộ trình rõ ràng, kiên quyết cùng những biện pháp kịp thời, hữu hiệu để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, bài báo khẳng định, bên cạnh việc dự báo, cảnh báo, khuyến cáo phải là thái độ rõ ràng và thực thi những biện pháp chủ động, thiết thực. Vốn ODA cuộc chơi sòng phẳng là bài viết có trên báo Tin Tức số ra ngày hôm nay. Theo bài báo, trong khi câu chuyện Việt Nam có thể không được vay theo điều kiện ODA chưa được công bố, thì các doanh nghiệp ngành giao thông đã và đang có những bước đi để đáp ứng cuộc chơi sòng phẳng với các nhà thầu quốc tế. Thống kê cho thấy, tại Việt Nam, các dự án xây dựng hạ tầng giao thông có nguồn vốn đầu tư từ các nhà tài trợ rất đa dạng. Trong đó có nhiều cơ quan truyền thống như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, cùng nhiều nhà tài trợ mới đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp. Nguồn vốn đa dạng là vậy, nhưng các doanh nghiệp xây dựng ngành giao thông nói riêng, các doanh nghiệp xây lắp của nhà nước nói chung lại gần như không có cửa tham gia làm thầu chính tại các dự án sử dụng vốn vay ODA.
bởi các quy định ràng buộc của nhà tài trợ. Điều này khiến các nhà thầu trong nước thua thiệt. Tuy nhiên, thực tế này đã có sự đổi chiều sau khi các doanh nghiệp thực hiện thành công cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Giao thông Vận tải Vũ Anh Minh khẳng định, trong 2 năm trở lại đây, sau khi đã tiến hành cổ phần hóa, thoái toàn bộ 100% vốn nhà nước, các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải có đủ năng lực đều đã được tham gia thực hiện các gói thầu lớn có vốn ODA theo thủ tục đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Với nhân đề mua hàng trả góp, khách hàng có thực sự được ưu đãi, báo Vĩnh Phúc cho biết. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, thời gian gần đây, hình thức bán hàng trả góp, cho vay mua hàng trả góp phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh ta. Với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, chỉ mất 10 phút là khách hàng có thể sở hữu ngay sản phẩm mong muốn mà chỉ phải trả trước một khoản tiền nhỏ. Thế nhưng mua hàng trả góp có thực sự là ưu đãi đối với khách hàng? Để thu hút khách hàng, một số siêu thị, cửa hàng áp dụng hình thức cho vay trả góp 0%, nhưng thay vào đó lại tính phí thu hộ, phí bảo hiểm hàng tháng, phí làm hồ sơ. Không những thế, nhiều cửa hàng áp dụng lãi suất 0% nhưng lại đẩy giá sản phẩm cao lên 10-20%, hoặc nếu khách hàng đồng ý mua sản phẩm trả góp lãi suất 0% thì sẽ không được hưởng những ưu đãi mà những người mua trả trước được hưởng. Theo các cửa hàng, lý do không được hưởng các phụ kiện ưu đãi kèm theo là do mua trả góp đã là hình thức khuyến mãi rồi nên không được khuyến mãi các sản phẩm kèm theo nữa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.